tông vào xe ba gác sau khi trộm xe máy, nghi phạm nguy kịch. Hôm nay, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an xã Trung An cùng với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường. Theo người dân, khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay, nam thanh niên chưa rõ tên tuổi nghi trộm chiếc xe máy của một hộ dân sống ven đường Đoàn Thị Nghiệp, đoạn thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi lấy chiếc xe, thì nam thanh niên này trên đường tẩu thoát đã lấn trái đường tông vào xe ba gác đang lưu thông. Cú tông mạnh khiến người cùng với phương tiện té ngã xuống đường. Riêng chiếc xe máy lao vào hàng rào nhà hộ dân ven đường. Sau tai nạn thì thanh niên bị thương khá nặng nên được tài xế xe ba gác và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng. Qua kiểm tra nhanh, trên người nam thanh niên không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào.